Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 sẽ được khai mạc vào ngày 2 tháng 6 năm 2023 bên sông Hàn. Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, các kỹ sư xây dựng, phụ trách thi công sân khấu và khán đài lễ hội đã và đang nỗ lực phối hợp triển khai để đáp ứng tiến độ. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV tại khu vực khán đài. Đến thời điểm này, công tác thi công khán đài cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn phần trang trí và kiểm tra hệ thống điện. Khán đài lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 được dịch chuyển đến vị trí đối diện trung tâm điện bắn, khác các năm trước nhằm đem đến cho khán giả trải nghiệm mới. Năm nay, từ khâu chuẩn bị đến hoàn thiện sân khấu chỉ diễn ra trong hơn 2 tháng, ngắn hơn so với các kỳ lễ hội trước. Năm nay, quá trình thi công vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn đề ra, đặc biệt là an toàn về điện. Từ khâu thi công đến khâu lắp đặt cũng như khâu bảo vệ kiểm tra ở chương trình để đảm bảo không có sự cố và hoàn toàn 100% an toàn về điện. Sân khấu được dịch chuyển bằng đúng tâm bãi bắn và làm sao cho để du khách nó vừa thưởng thức pháo hoa một cách toàn cảnh nhất. Khán đài lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được chia làm 3 khu vực với tổng diện tích 9.500 m², bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi. Sân khấu sẽ mang phong cách hiện đại, khoáng đạt nhằm tôn vinh tối đa cảnh sắc rực rỡ về đêm của thành phố sông Hàn. Tâm điểm trên mặt sân khấu là một con dấu địa điểm, truyền tải thông điệp Đà Nẵng là điểm hội tụ kết nối toàn cầu, thổi bùng sức sống và tinh thần đoàn kết của năm châu lục vượt qua những khó khăn thử thách sau đại dịch. Sau 15 năm tôi tham gia tổ chức lễ hội thì đến nay lễ hội đã phát triển vượt bậc với quy mô lớn và hoành tráng. Rất nhiều đất nước từ khắp châu lục đều mong muốn được trở thành một trong các đơn vị tham gia. Đó là minh chứng cho sự nổi tiếng và thành công của lễ hội pháo hoa quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. Sau 3 năm tạm dừng, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 trở lại trong sự mong đợi của đông đảo người dân và du khách, trở thành một trong những điểm nhấn của mùa du lịch hè năm nay. Lễ hội sẽ khai mạc vào ngày 2 tháng 6 cùng phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam-Phần Lan với chủ đề Hòa bình cho nhân loại.